Côn Sơn suối chảy rì rầm, ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Côn Sơn có đá rêu phơi, ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm. Trong khung cảnh sơn thủy hữu tình của Côn Sơn, con người dường như đã hòa mình vào thiên nhiên với tâm hồn tự do, thư thái, giản dị mà thanh cao. Nói tới Côn Sơn, người ta không thể không nghĩ đến Nguyễn Trãi, một con người mà cuộc đời và sự nghiệp là cả một bài ca yêu nước và tự hào dân tộc. Nguyễn Trãi sinh năm 1380, mất năm 1442, hiệu là Ức Trai. Quê ở làng Chi Ngại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Sau đó, ông rời đến ở làng Nhị Khê, nay là Thường Tín, Hà Nội. Nguyễn Trãi là con của Nguyễn Phi Khanh, một học trò nghèo, Đỗ Thái học sinh. Mẹ là Trần Thị Thái, con gái quan tư đồ Trần Nguyên Đán, thuộc dòng dõi quý tộc. Từ nhỏ, Nguyễn Trãi đã được thừa hưởng lòng yêu nước thương dân từ cha và ông ngoại. Sinh ra và lớn lên trong một thời đại lịch sử đầy biến động, cuộc đời Nguyễn Trãi cũng mang nhiều thăng trầm, vừa hào hùng vừa bi thương. 6 tuổi thì mẹ mất, 10 tuổi ông ngoại qua đời. Nguyễn Trãi sống cùng với cha ở Nhị Khê. Năm 20 tuổi, Nguyễn Trãi đỗ thái học sinh và ra làm quan cho nhà Hủ. Năm 27 tuổi, Nguyễn Trãi bị giặc Minh bắt giữ ở Đông Quan. Sau đó, ông trốn thoát khỏi sự giam lỏng của quân giặc và theo Lê Lợi vào Thanh Hóa. Ông đã dâng bình Ngô Sách, trở thành quân sư số 1 của Lê Lợi và tham gia khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi to lớn. Năm 60 tuổi, ông cáo quan về ở Côn Sơn. Nhưng vài năm sau, vì vụ án oan Lệ Chi Viên mà cả gia đình ông bị tru di tam tộc. Mãi 20 năm sau, vua Lê Thánh Tông hạ chiếu minh oan cho Nguyễn Trãi và tặng ông 7 chữ vàng: Ức Trai Tâm Thượng Quang Khuê Tảo. Có thể nói rằng Nguyễn Trãi là một anh hùng dân tộc, một nhà quân sự, một nhà chính trị, nhà ngoại giao tài ba. Không những vậy, Nguyễn Trãi còn là một nhà văn hóa, một nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc. Các tác phẩm của ông thuộc rất nhiều lĩnh vực, từ quân sự, chính trị đến lịch sử, địa lý và văn học. Tiêu biểu như là Quân Trung Từ Mệnh Tập, Lam Sơn Thực Lục, Dư Địa Chí, Ức Trai Thi Tập, Quốc Âm Thi Tập. Trong đó, đặc biệt phải kể đến tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo. Cuối năm 1427, quân ta đại thắng trận Chi Lăng, dẹp tan quân Minh, khiến Vương Thông phải giảng hòa, chấp nhận rút quân về nước. Nguyễn Trãi thừa lệnh Lê Lợi soạn thảo Bình Ngô Đại Cáo để tổng kết toàn diện cuộc kháng chiến chống quân Minh. Đầu năm 1428, Bình Ngô Đại Cáo được công bố trước toàn thể nhân dân Đại Việt. Bình Ngô Đại Cáo là một tác phẩm có giá trị to lớn, có ý nghĩa trọng đại như một bản tuyên ngôn độc lập. Bình Ngô Đại Cáo vô cùng xứng đáng là một kiệt tác, một án thiên cổ hùng văn, vô tiền khoáng hậu. Có thể thấy rằng, ngời sáng trong thơ văn Nguyễn Trãi là tư tưởng nhân nghĩa với lòng yêu nước thương dân sâu sắc. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Thơ ông còn thể hiện tư tưởng triết lý thế sự vô cùng sâu sắc và giản dị, đồng thời cũng chan chứa tình yêu thiên nhiên và giàu lòng thương người. Có thể khẳng định rằng thơ văn Nguyễn Trãi là đỉnh cao chói lọi trong nền văn học dân tộc. Với tất cả những đóng góp to lớn như vậy, Nguyễn Trãi đã được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới năm 1980. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã từng khẳng định và ngợi ca: Nguyễn Trãi là khí phách của dân tộc, là tinh hoa của dân tộc. Sự nghiệp và tác phẩm của Nguyễn Trãi là một bài ca yêu nước và tự hào dân tộc.